Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu đồng hồ Classic Fusion King Gold Blue size 38mm đến từ hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Vỏ đồng hồ làm bằng vàng 18K, mặt số màu xanh nổi bật với các kim và vạch chỉ giờ mạ vàng sáng bóng. Mặt số có một cửa sổ ngày nhỏ nằm ở vị trí 3 giờ. Đồng hồ được trang bị máy cơ tự động, có thể thấy được qua lưng kính sapphire. Có thể Classic Fusion King Gold Blue size 38mm là dòng đồng hồ tuyệt đẹp kết hợp vẻ đẹp sang trọng của vàng với sự trang nhã của xanh, khiến nó trở thành lựa chọn đầu tiên cho dòng đồng hồ cao cấp. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.